Mời các bạn xem kèo tay 44 tự do giữa Quỳnh Nga Bình Phước đấu với bộ 4 bên kia là Thế Mỹ và Phú Quý nha các bạn. Kèo tay 44 Nhàn Quốc Tế phát bóng tốt, điểm 1-0 cho bên Thế Mỹ. Bóng chưa qua lưới nha các bạn, điểm 1-1. Bên này gồm Tài Nhỏ, Cứng Đen, Quỳnh Ngáo và Anh Ca phát bóng. Bên kia Phú Quý, Thế Mỹ, Khang Truyền Hai với Nhàn Quốc Tế nha các bạn. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Quỳnh Ngáo 2-1. Thế người mà ba kiếm người khác đi. Phú Quý bỏ nhỏ tốt nha các bạn, điểm 2-2. Sân này là sân ở Mỹ Phước 3 nha các bạn. Quỳnh Ngáo trong trắng, điểm cho Phú Quý 3-2. Bóng bạc tay trắng ra ngoài các bạn, điểm 3-3. Đánh bóng vô con mắt của Quỳnh Ngáo luôn rồi các bạn, điểm 4-3 cho bên Phú Quý. Trước mắt Quỳnh Ngáo, Quỳnh Ngáo bật quá cao các bạn, chết tôi. Tiếp tục điểm 4-3. Nhàn Quốc Tế phát bóng, bóng bạc tay trắng ra ngoài nha các bạn, điểm 4-4. Quá ngọt. 5-4. Quỳnh Ngáo cắt bóng tốt, điểm 5-5. Bóng còn nha các bạn, Quỳnh Ngáo phản công. Ngay đầu rồi, Tướng Đen luôn nghe các bạn. Bên này quýnh sao mà để trúng đầu rồi. Hai cầu công ở đây để đóng bóng đóng dấu các bạn ơi. Tiếp tục điểm 6-5. Sáu đều. Phát bóng dưới lưới của Anh Ca, điểm
76 nghiêng về Phú Quý, Trà Vinh nha các bạn. Qua sáng dậy sao? Đánh bóng ra ngoài của Quỳnh Ngáo. Đập bóng quá khó chịu. Điểm 78 nha các bạn. Thế Mỹ. Bơm nổ nha các bạn. Điểm 97. Tân Đen. Không còn nha các bạn. Phú Quý phản công. Bóng bạc tay trắng ra ngoài. 07 nghiêng về bên team Thế Mỹ nha các bạn. Tay nhỏ chuyền kia còn đẹp hơn chuyền móng nha các bạn. 80. Đi nha, đi tới đi lắc nè. 118. Phú Quý. Quá tốt. 12-8. Tân Đen. Bóng còn nha các bạn. Đánh bóng ra ngoài xa nha các bạn. Điểm 9-12. Phát lại 9-12. Mười ba chín nha bạn. Đánh bóng ra ngoài của Quỳnh Ngáo. 14-9. Mười bốn chín. Kết thúc trận đấu thứ nhất, bên Phú Quý thắng nha các bạn.